chúng tôi tin tưởng rằng là một sự rất thuận lợi cho các nam thanh niên của xã Lại Lên. Đăng ký của gần 30 đội nam thanh niên ạ. Và theo quy định được đề ra. Rồi, sẵn sàng nhá. Chuẩn bị này. Nào, 3, 2, 1, bắt đầu. Xuống đi ạ, bấm giờ. Rồi, 2, 3, chắc chắn rồi. Chú vịt này không biết là có khá hơn chú vịt thứ hai vừa rồi không? Không biết nhắc rồi. Và đối với con vị số 5 này sẽ có một nhà hảo tâm ủng hộ một thùng bia nếu như đội số 5 bắt được vịt và 1 triệu đồng ạ. Vâng, chắc chắn rồi. Và nghĩ là bắt ngay thì phát đầu tiên này giải thưởng cao quá, treo từ đầu chú vịt nặng phải vùng đấy. Được chưa, được chưa? Được chưa, được chưa? Nếu được rồi thì giơ tay lên cho tôi nhìn cái. Chúng ta đã đủ, vâng, đủ người chưa? Đủ người chưa? Đủ chưa? Em có thể nói em tên gì được không? Em tên là Đức ạ. Đức ạ. Đức hôm nay xuống tìm